từ lâu, trong dân gian người dân biết sử dụng các phương pháp an toàn từ thiên nhiên để góp phần giảm các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và nhiều bệnh lý nhiễm trùng khác. Trong đó, phương pháp sử dụng thảo dược xuyên tâm liên góp phần cải thiện sức khỏe. Hiện nay, tại Việt Nam, có một số công ty nghiên cứu, bào chế ra các sản phẩm được tinh chiết từ thảo dược này. Trong đó có thực phẩm bảo vệ sức khỏe phytosin. Phytosin là sản phẩm bảo vệ được bào chế từ các loại thảo dược có tính kháng sinh mạnh với nhiều chủng vi khuẩn. Xuyên tâm liên tỏi, gừng gió, mật ong, thanh ngâm. Nhờ các thảo dược này, phytocin không chỉ hỗ trợ giảm các triệu chứng ho, sốt, đau rát họng, ho họ có đờm, khàn tiếng do viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản, viêm amidan, viêm phổi mà còn giúp nâng cao đề kháng hệ hô hấp. Phytocin được sản xuất trên dây truyền đạt chuẩn GMP, được Bộ Y tế chứng nhận và cấp phép lưu hành. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về phytocin xuyên tâm liên. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như Phytocin xuyên tâm liên bán ở đâu. Viên nano xuyên tâm liên Phytocin có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích, Phytocin xuyên tâm liên có tốt không? PSYTOCINI -e được tin tưởng lựa chọn vì 5 lý do sau đây, một là Phytocin được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận và được kiểm nghiệm chất lượng tại Viện Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm Quốc gia đây là sự khác biệt rất lớn so với nhiều sản phẩm xuyên tâm liên đang bán trên thị trường tự đặt tên, tự chứng nhận và tự công bố, không được bất kỳ cơ quan chức năng nào của nhà nước xác nhận. Hai là phytocin được chứng nhận là top 10 thương hiệu Việt Nam tin dùng 2021 top Việt Nam award 2021. Đây là phần thưởng cao quý và sự công nhận xứng đáng cho nỗ lực không biết mệt mỏi của cán bộ nhân viên công ty cổ phần tập đoàn 3T Đức Thịnh trong việc phát triển và bảo đảm chất lượng của sản phẩm Phytosin phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Luôn đặt sức khỏe và mong muốn của khách hàng lên trên hết ba là Phytosin được tinh chiết từ cao xuyên tâm liên cô đặc. Kết hợp với các vị thảo dược là kháng sinh tự nhiên cực mạnh tạo nên các tổ hợp bộ đôi. Bộ ba theo công thức cân bằng hoàn hảo, bảo đảm đúng nguyên lý quân. Thần Tá, sứ của y học cổ truyền với cây thanh ngâm, gừng gió, tỏi và mật ong vừa phát huy tối đa tác dụng của xuyên tâm liên và các vị kháng sinh tự nhiên. Vừa bảo đảm cân bằng được các tác tác dụng phụ không mong muốn như tính hàn của xuyên tâm liên. Bốn là phytoxin được điều chế theo công thức với sự cân bằng của các thảo dược đã được các chuyên gia nghiên cứu kỹ lưỡng các độc tính cấp. Bán cấp để đưa ra các ngưỡng an toàn, theo chuyên môn gọi là LD50 rất rộng và vì vậy an toàn sử dụng cho cả người lớn và trẻ em năm là phytoxin được điều chế dưới dạng viên nang cứng vừa tiện lợi cho sử dụng vừa xử lý triệt để đặc tính rất đắng của xuyên tâm liên thảo dược được mệnh danh là vua của các vị đắng. Thông thường do xuyên tâm liên cực kỳ đắng như vậy nên rất ít khi được điều chế dưới dạng dung dịch do rất khó cân bằng được vị đắng cực mạnh của xuyên tâm liên ở dạng dung dịch. Phytoxin xuyên tâm liên bán ở đâu? Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng. Không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được phytoxin xuyên tâm liên tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường. Mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của phytoxin xuyên tâm liên để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Hướng dẫn mua phytoxin xuyên tâm liên trực tiếp từ nhà sản xuất bước 1 anh chị nhấp vào liên kết phía dưới mô tả của video này để đến website chính thức của nhà sản xuất. Bước 2, bạn để lại thông tin liên lạc gồm tên và số điện thoại, sau đó nhấn đặt hàng. Bước 3, sau đó ít phút chuyên viên tư vấn của Phytosin xuyên tâm liên sẽ liên hệ lại và tư vấn mọi thắc mắc của bạn để bạn có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng. Bước 4, sau khi đồng ý, vài ngày sau sẽ có nhân viên vận chuyển tận nhà miễn phí, lưu ý. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được Phytocin xuyên tâm Liên chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường. Mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của Phytocin xuyên tâm Liên để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Lưu ý, sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, hiệu quả nhanh chậm khác nhau còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.